xin giao lưu cùng anh em một cây hoa sữa nha anh em. Một cây hoa sữa, cây cực kỳ quái nha. Cây có tổng hoa ngay điểm này là 300 nha anh em. Bề đế dài rộng 1m6 nha anh em và cao 2m nha anh em nha. Dòng ra hoa rất thơm nha anh em. Một cây hoa sữa hàng chân bề đế quái nha anh em nha. Một cây hoa sữa rất đẹp luôn anh em ơi. Như một bức tranh quế. Chỗ này là cái đường lúa nha anh em, tay lúa nè. Quay kia. Chỗ này bên đây là một cái mạch lỗ thép của nó nha anh em, cái lõi thép của nó. Dáng như dân tranh anh em. Rất là đẹp nha. Cao 2m, tổng hành bờ là 300. Đế rộng 1m6 nha anh em. Mạch bên đây là lúa thép nha anh em. Rất là hay luôn anh em. Dòng này hoa cực kỳ thơm nha. Thì đánh một cái cò rất khét nha anh em. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Xin phép anh em kết thúc video. Chào anh em.